Mình xin chào mọi người. Thì trong cái clip này á, là mục đích của mình là để giới thiệu cho mọi người một cái bộ sách mà mình cảm thấy nó rất là phù hợp cho những người bắt đầu học tiếng Anh, đối với người lớn bắt đầu học tiếng Anh, và cũng đặc biệt là được thiết kế dành cho các bạn thiếu nhi bắt đầu từ khoảng 6 đến 7 tuổi. Nếu như mà các bạn nhỏ mà mình có nghĩa là mình có năng khiếu nè, rồi mình cảm thấy mình phát huy sớm được các cái đam mê về học tiếng Anh, thì mình có thể học từ 6 tuổi hoặc 7 tuổi. Thì bộ sách này mình đã dạy hết 6 quyển. Nó có 6 quyển, mức độ sẽ là tăng dần. Thì cái bộ sách này nó được thiết kế, nó sẽ bao gồm cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho mình. Thì từ đó mình sẽ phát triển được các cái giác quan về cả nghe và nhìn. Đây là quyển sách Family and Friends 1. Thì mình cứ học theo cái trình tự từ 1 đến 6. Và tại sao cái bộ sách này nó lại hay như vậy? Thì sau khi mà mình dạy qua cái bộ sách này, dạy xong 6 quyển, mình dạy trong vòng 3 năm. Bạn học sinh của mình năm nay đã học lớp 6 rồi. Thì bạn bắt đầu học từ năm 8 tuổi, là năm bạn học lớp 3. Thì bây giờ cái phần kiến thức của bạn nó đã rất là kiến thức về cả về ngữ pháp, cũng như là kiến thức về các cái lĩnh vực đó. Tại vì trong quyển sách này, khi mà mình học qua, mình sẽ thấy nó phát triển được cho mình nhiều kỹ năng và kiến thức. Thì cái bộ sách này nó được biên soạn là nó sẽ chuẩn theo cái chuẩn đầu ra của Cambridge, tức là cái starters, là movers và flyers, là những cái chứng chỉ rất là cần thiết khi mà mình muốn vào những cái lớp mà lớp điểm, hoặc là những cái lớp mà có tức là cái yêu cầu về tiếng Anh cao hơn. Và thứ hai là cái phần từ vựng, cũng như là cái hình ảnh. Thì hình ảnh thì rất là sinh động, còn từ vựng thì phù hợp và sát với thực tế cuộc sống. Ví dụ như mình học bài này là về chủ đề những cái dụng cụ học tập ở trường, rồi xong rồi đến bài này là mình sẽ học về những cái đồ chơi, tại vì đây là mình đang đi từ cái trình độ gọi là từ căn bản trở lên. Rồi đây là mình sẽ học về các cái bộ phận trên cơ thể, rồi mình sẽ học về các cái nghề nghiệp trong đó. Thì về cái chủ đề nó rất là đa dạng, nhưng mà nó sẽ trải dài trên tất cả các cái lĩnh vực. Thì khi mà mình học lên cao nữa thì nó sẽ có kiến thức về sức khỏe nè, rồi về giáo dục, về môi trường, về gia đình, về các cái hoạt động cộng đồng, từ thiện. Thì từ đó đó nó giúp cho người học không chỉ có kiến thức, mà đặc biệt là đối với các bạn nhỏ, khi mà mình được được tiếp cận với những cái điều mà nó có tính giáo dục như vậy, thì sẽ rất là hữu ích cho các bạn nhỏ. Rồi thứ ba là mình nhìn thấy ở đây người ta sẽ đưa ra cho mình những cái ngữ pháp căn bản, bên cạnh những từ vựng thực tế thì sẽ có những cái ngữ pháp căn bản. Ví dụ như trong phần bài này, mình sẽ thấy là người ta sẽ hướng dẫn cho mình là "This is my bag". Thì ở đây mình học về đây là cái gì đó của tôi, hoặc đây là cái gì đó của bạn. Và mình sẽ học về một cấu trúc hỏi là "Is this your teddy?" Đây có phải là con gấu bông của bạn hay không? Thì mình sẽ học cách trả lời là yes và no. Đây là câu hỏi yes no question. Nếu no thì no it isn't, không phải, yes it is. Đó. Thì mỗi cái bài học của mình nó chỉ nó chỉ chứa một cái lượng kiến thức vừa đủ. Mình thấy là nó những bạn học sinh tầm 7-8 tuổi vẫn có thể hiểu được ngay cái phần kiến thức này sau khi mà mình học xong. Thì chỉ cần mình làm thêm bài tập nữa là coi như là mình chắc chắn là sẽ hiểu được phần kiến thức đó. Và trong những cái phần bài sau, người ta sẽ lặp lại những kiến thức này, sẽ giúp cho mình nắm chắc được kiến thức hơn. Rồi thì tiếp theo là nó sẽ có những cái bài hát như thế này nè. Sẽ có nhiều phần nghe và hát. Thì mình thấy các bạn học sinh rất là thích, tại vì nó giúp cho mình giải trí nè, thư giãn hơn. Rồi khi mình nghe tiếng Anh qua cái lời hát thì mình sẽ dễ nhớ cái câu đó hơn. Nhiều khi mình nhẩm, mình hát theo thì cũng giống như là mình đã nói được một câu tiếng Anh như vậy đó. Mình hát một cái câu đó cũng giống như mình đã nói được một câu tiếng Anh, thì nó làm cho mình cảm thấy là ồ, mình cũng nói được tiếng Anh rồi. Cái đó là những cái điều nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ tạo nên một cái động lực cho mình từ từ, để cho mình tiến
hơn, tiến đến mục đích xa hơn. Rồi, thì đó là tất cả những cái lý do mà mình cảm thấy cái quyển sách này, cái bộ sách này nó rất là hữu ích và phù hợp dành cho người bắt đầu học tiếng Anh, và đặc biệt là những cái bạn họ bạn bạn nhỏ thiếu nhi á, thì mình có thể khởi đầu bằng sách này. Tại vì mình cũng đã từng dạy những cái bộ sách khác như sách Let's Go ha, thì và mình cũng có coi nhiều cái bộ sách khác để mình tìm ra một cái bộ sách phù hợp nhất, nhưng mà mình nhận thấy rằng thì mỗi quyển sách nó đều có cái điểm ưu điểm và những cái điểm hạn chế. Thì nhưng mà trong cái quyển sách này là mình nhận thấy rằng cái ưu điểm của nó rất là vượt trội, và người ta có tái bản nhiều để mà cải thiện những cái điểm hạn chế đó, cho nên thực sự mình cảm thấy bộ sách này hay. Còn đối với cách học thì như thế nào? Thì sau khi mà mình đã chọn bộ sách này thì mình sẽ tiến hành, mình cũng sẽ dạy trực tiếp như là bình thường mình làm video, nhưng mà ở đây thì mình cũng có file nghe luôn ha, nên là mọi người không không cần phải lo, chỉ cần là mọi người mua ra nhà sách á, bất kỳ nhà sách nào cũng bán sách này, nó rất là phổ biến, như ở Pha Sa nè, rồi những cái nhà sách họ, thậm chí là những cái nhà sách tư nhân, nhà sách nhỏ cũng có nữa. Thì mình mua một quyển sách classbook và một quyển sách bài tập là workbook về, thì ở trên màn hình mình cũng đã có rồi, nhưng mà việc mà theo dõi trên sách mà sách thật đó, nó cũng sẽ dễ hơn. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết từng cái phần trong bài, tại vì mình đã từng dạy qua và mình nhận thấy là những cái điểm nào mình cần hướng dẫn chi tiết thì mình sẽ hướng dẫn. Ở đây không phải là mình làm một cái series dạy để mà mình giải bài tập hay là chỉ cho các bạn câu trả lời, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn dùng tư duy của mình để trả lời cái phần đó, chứ không phải là mình sẽ ngồi mình trả lời hết những cái câu hỏi hoặc là những cái yêu cầu. Nhưng mà mình tin chắc rằng là với cái sự hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết, thì các bạn hoàn toàn có thể hiểu bài và có thể vận dụng kiến thức để mà giải bài tập, kể cả trong cái classbook này và trong cái workbook luôn. Thì mình sẽ cố gắng hết sức để mà hoàn thành, mình cũng không chắc chắn được là mình sẽ hoàn thành được bao nhiêu quyển sách ở trong cái bộ sách này, nhưng mà đây là một cái giống như đây là một cái nguyện vọng, một cái mong muốn của mình trong cái quá trình dạy tiếng Anh, tại vì thực sự là mình nhận thấy nó quá là hữu ích, và mình vẫn đang dạy sách này, đã từng và vẫn đang dạy sách này, mình thấy cái sự tiến bộ của học sinh của mình khi mà học, cho nên là mình rất là mong muốn có thể góp phần nào đó để mà giúp cho nhiều người hơn, nhiều bạn nhỏ hơn có thể tiếp cận và có thể học được. Thì nếu như mọi người có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì thì mọi người cứ comment ở cái phần bình luận, mình sẽ trả lời. Và cái phần này thì đến đây là hết. Thì mình rất là hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, và mình xin chào mọi người.